chào anh em. Đã từ rất lâu rồi mình chưa lên cho anh em một bộ gọi là 4070 new. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ lên lại một bộ PC dùng 4070 new ở trong phân khúc giá khoảng 32 triệu. Thì mình nghĩ là bộ này sẽ là một bộ PC mà rất là ok cho anh em kiểu như là vừa làm việc nhẹ nhàng xong rồi vừa chơi game đều rất là ngon lành. Đấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về phần linh kiện ngày hôm nay. Cái bộ này thì mình có lưu ý cho anh một chút, đó là bộ này nó là khoảng 32,6 triệu, nhưng mà cái mức giá nó bị chênh lên khá là nhiều bởi cái SSD này, bởi vì là hôm nay là khách có yêu cầu mình là dùng SSD 2T. Đó, đây hiện tại thì con Kingston NV22T này đang có giá khá là cao, khoảng đâu đó khoảng 3,2 triệu, 3,3 triệu gì đấy. Nên nếu như mà cả cái bộ PC này anh em nào mà dùng SSD 1T thôi thì đâu đó là giá nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng 31 triệu thôi anh em nhé, chứ không lên mức là 32 triệu 6 như bộ này đâu. Thì anh em có thể cân nhắc cái option là SSD 1T thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với nhiều anh em hơn. Thì cái NV2 này thì anh em cũng nhắn mặt rồi đúng không? Cái mã này thì đợt trước mình bán rất là nhiều rồi, nhưng đợt này thì khách có yêu cầu là đúng cái bản 2T thì NV2 nó còn, thế nên là mình có nhập con NV2 này. Tốc thì bây giờ con này nó cũng hơi chậm hơn so với những cái SSD khác rồi. Con này thì tốc đọc là 3,5 nghìn, còn tốc ghi như là 2,5 nghìn phải, nếu mình nhớ không nhầm. Đấy. Thì bỏ cái phần SSD sang một bên, đấy là cái lý do mà giá bộ này nó hơi cao một chút. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần linh kiện. Về phần main chip thì mình có một cái combo main chip rất là ổn áp này. Cái combo này thì sẽ giúp cho anh em là vừa làm việc vừa chơi game đều rất là ngon lành. Đầu tiên là con chip thì mình có là con Core i5-14500. Đấy, như anh em đã biết là con 13500 nó làm mưa làm gió như thế nào thì con 14500 sắp tới nó cũng thế luôn. Bởi vì là cái tầm giá nó chênh nhau không nhiều, chỉ khoảng 300.000. Nhưng mà cái 14500 này thì cái mức xung nhịp cơ bản nó cao hơn 0.2. Đó, và cái TDP nó như nhau, có nghĩa là hai con này thì nó mát như nhau anh em ạ. Đấy, thế nên là đây là một cái sự lựa chọn rất là ổn áp cho anh em, nhiều nhân nhiều luồng này, và cái xung cơ bản cũng rất là ok. Đấy, thì anh em có thể tham khảo con này. Và đi với con 14500 thì mình có một con main gọi là cơ bản thôi, B760M-A-D4. Đây là một cái mã main gọi là có thể chạy thoải mái với cả 14500, và cái mức giá nó hợp lý và nó tiện cho cái khả năng nâng cấp về sau. Bởi vì là đây là một cái mã main mà nó có 4 khe RAM. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng là 32GB trước. Về sau anh em nào mà có nhu cầu ấy, thì có thể là lắp thêm 2 RAM nữa là thành 64GB. Đấy, với bộ này thì anh em có thể nâng cấp khá là dễ về phần RAM. Đấy, thì mình sẽ dùng con này thì mình cũng lên rất là nhiều rồi, thì mình sẽ không nhắc lại về con này nữa. Phần RAM thì mình nhắc rồi anh em nhé, là 32GB thì để tối ưu về chi phí thì mình sẽ dùng cái cặp RAM Dell Spear Evo. Đây là cái cặp RAM 32GB 2 thanh 16 bớt 3200, và hiện tại thì cặp này đang có giá rất là hấp dẫn. Và quan trọng nó là bảo hành 5 năm, và bảo hành thì nó đổi rất là nhanh anh em ạ. Đấy, thế nên là mình ưu tiên sử dụng cái cặp RAM này đó. Main chip RAM SSD là rất là ngon lành hình đào này. Còn cạc thì anh em đã biết rồi đúng không, cạc thì mình đã nhắc ở đầu video rồi, 4070 new, và trong cái phân khúc giá mà giá rẻ thì mình sẽ chọn con MSI Ventus này. Đây là một cái mã cạc 2 fan. Thì một số anh em sẽ lăn tăn là cạc 2 fan thì liệu nó có nóng hay không, nhưng mà thực chất là 4070 nó rất là mát anh em ạ. Con này thì đâu đó cái TDP của nó vào khoảng 190 đến 200W thôi. Thế nên là cái nhiệt độ của con cạc này nếu mà mắc lắm thì nó chỉ loanh quanh tầm 68 cho đến 69 độ thôi. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề nhiệt độ đấy khi mà dùng con 4070 này. Và 4070 thì là một cái cạc mà nó rất là mạnh và rất mạnh luôn anh em nhé. Với hiện tại cái thị trường 3080 giá nó còn đang khá là cao, 3080 cũ ấy, thì anh em có thể cân nhắc cái phương án đó là 4070 new. Anh em sẽ có là 12GB RAM và hiệu năng rất là cao, hiệu năng nó sẽ xem với cả con 3080 12G. Rồi, tiếp đến là phần nguồn. Thì bản chất là 4070 nó ăn rất là ít điện, kể cả anh em dùng 650W cũng được ấy. Nhưng mà hôm nay thì mình cứ build dư ra, mình sẽ dùng là một con 750W, và đây là con nguồn mới anh em nhé, Adata XPG Pylon 750 Bron. Và có một cái điểm ấy mà mình sẽ nhắc lại một chút về con nguồn này mà mình rất là thích ở con nguồn này, đó là đây là một con nguồn full range, có nghĩa là nó có cái giải điện áp từ 100 cho đến 240V. Thì anh em ở tỉnh ấy, thì mình sẽ ưu tiên build con này cho anh em ở tỉnh, bởi vì ở tỉnh thì thường là cái điện đóm nó không được ổn định lắm. Đấy, thì mình sẽ dùng con này để hoạt động cho nó ổn định nhất, kể cả điện yếu ấy, thì anh em cũng không sợ. Tản nhiệt này, tản nhiệt thì hôm nay dùng tản khí thôi, nhưng mà
mình sẽ dùng một cái mã tản nhiệt khí giá rẻ nhưng mà vẫn đáp ứng được cân tốt con 14.500 và nó có hai tháp hai fan luôn, hai tháp hai fan và 6 ống luôn anh em nhé. Đó thì hôm nay là mình sẽ dùng con ID Cooling SE206XT, thì đây là một cái mã tản gọi là đen xì xì thôi, nó cũng rất là basic và cơ bản. Thì kết hợp với con tản này thì mình sẽ dùng một con vỏ nó cũng đen và nó cũng tối giản luôn, đó là con Montec E100 Lite. Lâu rồi là chưa lên con E100 Lite vì là lên con Morak nhiều quá. Đấy thì hôm nay là mình sẽ lại quay trở lại với cả con E100 Lite. Đó, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái linh kiện của bộ PC 32 triệu ngày hôm nay. Và mình nghĩ đây sẽ là một cái gợi ý cấu hình rất là ngon lành. Thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây anh em có qua một chút về tổng quan của bộ PC rất là gọn gàng và đơn giản ngày hôm nay. Thực chất thì nhìn cái bộ này ở bên ngoài thì không ai nghĩ là nó hơn 30 triệu anh em ạ. Nhưng mà thực tế thì nó lại hơn 30 triệu. Và tại sao thì giá lại cao như vậy thì chắc là anh em cũng biết rồi đúng không? Bởi vì là cái cấu hình sở hữu của bộ này thì rất là mạnh. Anh em sẽ có là một con coi 14.500 này. Sau đó là anh em sẽ có tiếp là 32GB. Đó, và con cạc ngày hôm nay thì trông chả khác gì một con 2060 nhưng mà bản chất của nó lại là một con 4070 12G. Đấy, riêng con cạc là nó đã chiếm tới là một nửa giá trị của cả bộ PC ngày hôm nay rồi. Thế nên là cái bộ PC nhìn rất là đơn giản, rất là đen nhưng mà cái tầm giá của nó thì rất là cao. Thì anh em có thể, thì với những em nào mà làm việc cơ bản và chơi game thì đây là một cấu hình mà gợi ý cho anh em rất là ngon lành. Để với những em nào mà kiểu không thích đèn đóm mà thích đơn giản đấy, thì đây là một gợi ý rất là ok. Để chúng ta sẽ ngó qua một chút, lâu rồi là mình chưa lên con vỏ E100 Lite anh em ạ. Cái này thì để lâu quá nó cái fan không quay nữa, thôi mình cứ để nguyên rồi nhá. Đấy, đây là con E100 Lite. E100 Lite thì là một cái mã vỏ mà mình đã lên từ khá là lâu rồi. Và đợt trước thì mình có lên nhiều nhưng mà đợt này thì con Morak của Hà nó có nhiều ưu điểm quá, thế nên là mình lên con Morak nhiều hơn. Chứ thực chất thì E100 Lite vẫn là một cái mã vỏ rất là đẹp của Montec. Với những em nào mà tín đồ của tối giản ấy, đấy thì có thể tham khảo con này. Mặt trước của nó là mặt lưới anh em nhé. Mặt trước là mặt lưới thì sẽ giúp là cho cái bộ PC ngày hôm nay nó rất là mát. Nhưng mà cái mã này thì hơi tiếc, nó là nó chỉ có hai fan thôi, hai fan đen thì nó đã có là một fan trước này và một fan sau. Anh em nào mà thích thoáng mát hơn thì có thể là mua thêm một tách fan lắp vào trên nóc đấy và lắp thêm ở phía trước thì nó sẽ ok hơn về cái khoản airflow. Còn bộ này thực chất thì nó cũng không nóng anh em ạ, vì là con chip là có một con tản hai tháp hai fan rất là mát rồi. Đó, xong rồi con cạc này thì nó lại cũng không nóng nốt, thế nên là mình cứ để nguyên cái hệ thống fan stock của con E100 Lite này, nó cũng rất là ok. Còn bên trong thì chúng ta sẽ có một bộ lòng gọi là đen xì xì luôn, không có một tí led nào luôn. Vừa nãy anh em có thể thấy là lúc mà nó đang quay ấy, lúc mà đang quay quạt gần như là không có một tí led nào luôn. Chúng ta sẽ có là một con tản là hai tháp hai fan SE206. Anh em nhìn này, 6 cái ống đồng nhá, 6 cái ống này. Đó, hai fan 120 và hai fan này thì là hai fan đen xì xì luôn. RAM cũng là hai thanh RAM đen xì xì luôn. Và nếu như mà anh em nào mà chơi những con tản to như này thì nên dùng RAM không có led, thì nó sẽ thì những cái RAM mà RAM lùn không có led như thế này thì cái chiều cao của nó thì nó sẽ thấp và nó sẽ không bị cấn vào cái fan đằng trước anh em nhá. Đó thì lắp vào thì nó sẽ fit hơn. Còn đây là con cạc đồ họa chúng ta, 4070 Ventus 2X. Đây là một con cạc gọi là rất là mignon luôn, nhưng mà thực sự nó rất mạnh luôn anh em, rất mạnh và rất mát. Anh em sẽ có một con cạc mà bé xíu nhưng mà sức mạnh thì tương đương với một con 3080 12G. Đấy, anh em làm việc render này, chơi game này đều rất là ngon và mát mẻ luôn. Đấy, nói chung là cấu hình ngày hôm nay thì sơ vậy thôi. Anh em có qua một chút về ngoại hình thì nó cũng không có quá nhiều điều để nói, nhưng mà quan trọng là anh em đã có một cái cấu hình rất là mạnh ở trong cái tầm giá này rồi. Và cũng như đầu video mình nói, ở đây là cái option là SSD 2T thì giá nó sẽ là hơn 32 triệu. Còn nếu như mà anh em chọn cái option 1T như mình gợi ý thì đâu đó nó sẽ khoảng 30-31 triệu thôi. Đấy, lúc đấy thì nó sẽ vừa mâm với nhiều anh em hơn. Anh em nào mà có nhu cầu BBC thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.